Khôi đã lôi nó gần hơn anh em ha, để mình quay chi tiết để cho những anh em ở xa xem được cái món hàng mình yên tâm mình mua ha. Rồi đầu tiên là cái lưới, cái này là zin anh em nha, còn cả tem luôn này, tem kép ha, tem kép chịu nổi anh em nha. Đó, tem kép chịu nổi đó. Còn rất đẹp, lưới không bị lủng lộ anh em nha. Và đặc biệt là anh em lưu ý là cái cặp này á, là đây Khôi tháo ra luôn, kê căng bằng nhựa anh em nha. Đó, bằng nhựa. Nếu như mà nó bị mất bị gãy thì chắc chắn không làm được. Thì nói thật với anh em là mình cũng có xem qua một vài cái bài đăng thì giá rất là rẻ. Tuy nhiên khi mình hỏi thì mới biết được là không có lưới nha. Thì có thể là một cái cặp loa mà không có cái lưới này có thể nó rẻ hơn vài triệu á, nhưng mà tại vì cái lưới này không làm được. Anh em có thể bỏ ra 2 triệu nhưng mà cũng không làm được nè. Cái độ khó, cái độ tinh xảo của nó quá quá cao. Tại vì dù sao đây cũng là một cái cặp loa đến từ Ấn Quốc anh em nha. Ấn Quốc loa kép thì nó rất nổi tiếng rồi, nổi tiếng trong vòng của Ấn Quốc đó. Nên nói về cái cặp lưới này có giá trị nha anh em, đặc biệt là lưới mà đẹp như thế này. Rồi cái chính ở đây là mình sẽ đi vào cái phần cặp loa anh em ha. Đây thì cái dòng mà EQ á, EQ thì nó quá nổi tiếng rồi anh em. Đây nó là cái này đồng trục anh em nha, đây này anh em thấy nè, đồng trục nè. Đó, đồng trục nó. Nếu như không có lưới thì những cái này nó có thể rất dễ bị dập này. Bên này nó có bị một chút xíu này anh em ha, không đáng kể. Rồi nhìn gần, nhìn xa xa không bao giờ thấy. Đó, dưới đây là một cái bát ha. Tất cả gọi nó đẹp. Đây mình đưa máy gần hơn ha. Hàng này đúng công bài về anh em nha. Gân cao su còn còn đẹp anh em ha, không bị nhuyễn. Không bị đó. Dưới này cũng vậy anh em. Anh em này rất là nhũn ha. Rất đẹp. Thích nhất là cái mũi này nè, nhìn dễ thương. Phải vì dưới cái bát này nó sẽ có một cái lỗ hơi, cái lỗ hơi la cột thì bát bốn phải có cái lỗ hơi, nếu không có thì nó sẽ không đánh được bát anh em nha. Rồi đó, cái cặp này là zin tuyệt đối nha, tuyệt đối thùng vất là không không qua chỉnh sửa nha anh em, không qua dọn, chỉ có lau chùi á. Chiều nay Khôi có chụp cái ảnh mà thằng lính nó lau chùi thôi đó. Đây mình đưa máy quay cho anh em cùng xem ha, để mình yên tâm nha. Đó, rất đẹp anh em nha, mộc mạc luôn, mộc mạc nguyên bản luôn đó. Rất tuyệt vời, rất tuyệt vời đó. Bên này đó, anh em xem đó, rất tuyệt vời ha. Rồi bây giờ thì Khôi sẽ xoay nó lại luôn, anh em cùng xem cái mặt sau đó, cái mặt sau của nó đây anh em, rất đẹp ha. Những cái cặp loa tròn này là gọi là ship thuộc dạng khó, nhưng mà nó còn như thế này là đẹp, tuyệt vời anh em ha. Mình đưa máy mình zoom cho anh em cùng xem. Đó. Rồi, bây giờ mình xem về cái này. Thì cặp này nó còn cả cái chân zin luôn anh em nha. Đây này, hai cái cầu cầu loa zin luôn. Zin luôn ha, zin luôn. Đó. Nếu như không có thì mình phải sử dụng cái dây điện mình nối lại, nhưng mà đẹp là đẹp ở cái này. Đó, nhìn anh em nhìn dễ thương ha. Còn ô, đây đây. Nói mà chưa đưa máy tới anh em quên mất. Đây. Cái này là còn zin anh em nha. Đó, hai cái cầu loa này. Cái nối cầu này. Tại vì cái này á là nó thiết kế theo dạng BY, đến BY á, nên là nó có hai cầu nha. Thì về cái công suất ha, thì nó để là từ trợ kháng là 8 ohm, 15 tới 150 W, là có nghĩa là rất là dễ quấn anh em. Đó. Thì cái thông số mà công suất vào á 15 W thì có nghĩa là đèn vẫn đánh tốt cặp này anh em nha. Đèn quấn tốt và kể cả bánh dẫn cũng đánh tốt nha. Thì cái phần này này, anh em nào mà nghiên cứu á, thì mình có thể tìm hiểu thêm cái này nha. Cái trợ kháng là chuẩn rồi không nói, nhưng mà cái phần công suất á nha, công suất từ 15 tới 150 W là dành cho những người mà đam mê này tìm hiểu này. Anh em tìm hiểu về cái này rất là hay nha. Mình giữ bí mật thì để cho những anh em nào mà tò mò á, anh em chưa chơi á, mình sẽ tìm hiểu. Đây Khôi quay là tân tạp rồi anh em nhá. Đó, nước sơn rất đẹp ha, tuyệt vời. Nói chung một cặp loa quá trời đẹp luôn, nước sơn zin mộc ha, không qua túc tát. Rồi bây giờ mình nói về cái chất âm của cái dòng này. Thì cái dòng này thì chắc chắn rồi, thứ nhất nó là dòng loa cột loa cây, cái thứ hai nó đến từ Ấn Quốc, thì sẽ dành cho những anh em nào mà thứ nhất là trưng bày với những cái hình hột xoài ha, đẹp. Cái thứ hai là sẽ dành cho những anh em mà thích nghe nhà acoustic nè, nghe jazz này, nghe country này. Bên cạnh đó cũng có thể nghe nhạc vàng, nhưng mà cũng nói thiệt với anh em là mình nghe nhạc vàng thì nó chưa đạt đến cái độ chính
tại vì nó là dòng loa Âu. Nhạc vàng thì mình sẽ chọn những cái loa Mỹ cổ, những cái loa đời cổ hơn thì nó sẽ hợp hơn em nha. Rồi, và cuối cùng cái mức giá để anh em sở hữu cặp này thì Khôi cứ về bao nhiêu thì Khôi cộng chi phí ship rồi cộng tí lợi nhuận thì Khôi sẽ bán ra nha. Anh em nào mà yêu thích thì liên hệ ngay với Khôi và Khôi sẽ báo giá chính xác. Anh em vui lòng là giá này sẽ không mặc cả nữa. Cặp loa này có giá là 10 triệu 500 ngàn. 10 triệu 500 ngàn cho một cái cặp loa kép. Anh em lưu ý là cái model này là IQ7 anh em nha. Nó là IQ7 chứ không phải nó là Q7. Em lưu ý nha. Xong cái
chất âm của cái Columbia này. Thực sự là khi mình ghép một cặp loa thì nó sẽ cho ra một chất khác nhau anh em. Thì hiện tại con đang ghép với cái cặp kép EQ 7 ha, dòng hết số của cái dòng EQ này. Thì cái cặp này bass 20 anh em ha. Đó, và một ở trên này á là mic chất đồng trục và dưới này là bass này, bass thật này ha, rất là tuyệt vời anh em. Cặp loa rất là đẹp. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ với Khôi ha, ủng hộ cho Khôi cặp loa này. Cặp loa này có giá hơn 10 triệu một tí nha. Khôi cũng đã qua chi tiết cặp ở clip trước rồi. Còn con 5 ly thì có mức giá là 6.500.000. Giá mà Khôi bán là bán bỏ ghét á nè. Công suất 420W. Âm ly Mỹ mà chỉ có 6.500.000 là giá quá rẻ nè. Nếu để so sánh với các dòng của Nhật Bione thì con này chấp nửa đường nè. Tuyệt vời ha. Anh em thấy nó có chỉnh được chép rồi này ha. Chỉnh được chép, chỉnh được mic này, bass mic chép. Những âm ly lớn thì mới có thể chỉnh được anh em nha. Anh em lưu ý là những âm ly lớn mới chỉnh được. Còn những âm ly nhỏ thì không chỉnh được nha. Con này rất hay. VR7000 là model lớn, 9000 là lớn nhất nhưng mà 7000 là tuyệt vời rồi. 420W thì sẵn sàng phục vụ những cái cặp loa bass 40 anh em nhé. Rồi, cảm ơn anh em và chúc tất cả anh em một ngày tốt lành. Khôi xin phép kết thúc ở đây.